ơi, sớm thế, bà đi rồi chúng cháu bé phải làm sao? Đáng đời bà già khó ưa, tôi không rảnh ở đây mà khóc thương bà đâu. Bà ơi, tỉnh lại với cháu đi. Sau khi mất đi người bà yêu quý của mình, Tani cả ngày buồn bã khiến cho Don vô cùng chướng mắt. Ôi da, đau quá đi, Don thật là quá quá. Này, mau mở cửa ra cho em với, cầu xin chị đấy, Don. Giờ cái nhà này không chứa chấp mày, mau cút đi, cái con ăn bám. Mau cút khỏi đây cho tao. Bà mất, Don cũng lật mặt. Cô ấy đuổi Tani ra khỏi nhà, còn mình thì thoải mái với khối tài sản Misty để lại và vui vẻ hẹn hò với Jack. Tani bị đuổi ra khỏi nhà, không có nơi nào để đi, bụng đói ngồi ven đường. Mình phải đi kiếm gì ăn thôi. Quay trở về ngôi nhà của mình, chỉ mong nhận được sự giúp đỡ từ chị gái Don. Ai gọi cửa giờ này vậy? Anh đợi em một chút nha. Ai đó? Mày đến đây làm gì hả con nhỏ kia? Em đói quá, chị cho em đồ ăn được không? Mau cút đi, cái đồ đáng ghét. Em biết rồi ạ. Đúng là khó ưa mà. Cho được Tani một cái bánh mì rồi đuổi cô ấy đi. Tani đáng thương chỉ biết khóc lớn. Cô bé thậm chí còn không dám ăn hết, cất một nửa để khi nào đói ăn tiếp, rồi lại khóc thút thít. Ôi, đói quá đi. Cả sáng chưa có gì bỏ vào bụng. Hả? Vào ngôi nhà đó lấy thứ gì ăn vậy? Mở cửa, mở cửa. Có ai ở nhà không? Hả? Lại ai gõ cửa nữa vậy? Ăn cũng không ngon. Là ai đó? Hả? Người là ai? Tôi đói quá, xin hãy giúp tôi. Thì ra là tên con xin, mà biến đi chỗ khác. Tôi chỉ xin chút đồ ăn thôi mà. Mau cút đi, ở đây không có cho đâu. Thật là quá đáng. Hả? Có tiếng ai đang khóc? Cậu có sao không? Nào, đứng dậy trước đã. Tôi đói quá, chả có gì ăn cả. À, cậu đợi tớ một chút, tớ còn chút bánh, cậu cầm lấy ăn đi. Cậu thật tốt bụng, tớ sẽ tìm nước về cho cậu. Được, cậu đi cẩn thận nhé. Nước đây, cậu uống đi. Hả? Cậu ấy đi đâu rồi? Đó là cái gì vậy nhỉ? Tani đi lấy nước về thì không thấy người ăn mày đâu nữa, mà chỉ còn lại một tấm bản đồ. À, thì ra là bản đồ kho báu. Hả? Cái con nhỏ đáng ghét đó. Mặc kệ nó đi. Hình như sắp tìm được rồi. Hả? Chính là chỗ này rồi. Đây chính là địa điểm trên tấm bản đồ này chị. Hào hứng, Tani bắt đầu đào bới. Một lúc sau thì tìm thấy một chiếc hộp. À, tìm thấy rồi này. Không biết bên trong là gì. Wow, thật là nhiều tiền. Yeah, mình giàu to rồi. Sometime later. Có được nhiều tiền, Tani từ vịt hóa thiên nga. Cô ấy như một công chúa, khắp nhà toàn tiền là tiền. Xe sang thì đậu ngay ở trước cửa. Mình đã trở thành người giàu rồi. Không thể nào, sao mà nó giàu nhanh như vậy? Phải nghĩ cách thôi. Cái tên ăn bài đó ở đâu nhỉ? Kia rồi. Mình sẽ giúp hắn ta và lấy bản đồ kho báu. Này anh bạn, cậu đang đói phải không? Nào, theo tôi sẽ cho cậu đồ ăn. Nào, đi vào đây và ngồi xuống. Khám vào, Don không hề biết mình đã tự rước họa vào thân, lại còn hào hứng chuẩn bị đồ ăn cho zombie. Cậu mau ăn đi, đói lắm phải không? Wow, ngon đấy, cảm ơn nha. A few moments later. Ngon quá, chưa bao giờ ăn ngon thế này. Ăn no rồi thì đưa bản đồ kho báu cho tôi. Bản đồ nào? Tôi không có. Hey, cậu đùa tôi đấy à? Ôi da, đau quá đi. Cậu tay đời với tôi rồi. Đang định nhảy vào đánh zombie nhưng lại không ngờ bị cậu ấy đánh lại. Không những thế, hắn còn ngang nhiên đốt luôn cả nhà của Don. Cháy rồi, có ai không? Cứu với. Có ai không? Giúp tôi với. Cháy hết rồi, cứu tôi. Ngôi nhà của mình cháy hết rồi. Mình phải làm sao bây giờ? Chị ơi, hãy về ở cùng em. Tani, em có
không giận chị sao? Không có đâu, chúng ta là chị em mà. Và thế là hai chị em cũng chung sống vui vẻ với nhau cùng với một đống tiền. Ôi trời ơi, đáng sợ quá. Ôi, bà làm tôi cũng hết hồn hả? TV đang chiếu bộ phim về khủng long săn người. Misty và Neighbor ngồi xem thì sợ hãi vô cùng. Ôi, thì đáng sợ quá. Shh, nhỏ tiếng thôi, con nó đang ngủ kìa. Trong chiếc nôi nhỏ, Tiếp đang say giấc ngủ. Cậu bé chính là kết tinh tình yêu của Misty và Neighbor. Hả? Họ đang làm gì thế nhỉ? À, thì ra là đang xem phim khủng long. Ê, sợ quá, hãy tắt đi. Wow, ha ha ha, mình nghĩ ra ý này. Sợ quá, tắt TV đi nha. Ha ha ha, nhát mà xem phim kinh dị. Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Ha ha ha, nhìn hai người kìa. Tiếng động lớn đã làm cho Tiếp tỉnh giấc. Cậu bé khóc bù lu bù loa lên. Ha ha ha, chuồn thôi. Hey, Nick. Hả, baby, thôi tai rồi. Ôi da, té đào quá. Hả, baby, thôi nào con ngoan, mau nín đi nào, ngoan. Ai, tất cả là tại thằng nhóc Nick đó, phải cho nó một trận. A few moments later. Nick sau khi phá làng phá xóm thì vui vẻ hả hê lắm. Cậu ấy vừa đi vừa nhảy múa. Hả, có gì đó đằng sau mình. Oh my trời, là một con khủng long. Quỷ thần ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Mà 16 kế, chạy là thượng sách thôi. Khủng long đang đói mèo, thấy Nick không thể nào bỏ qua. Nó đuổi theo hồng bắt bằng được cậu ấy. Hay ạ, cao quá, với không tới nổi. Hả, có tiếng gì đó? Hình như là tiếng ai đó đang kêu cứu. Hình như là hướng này. Ơ, đây rồi. Tony, cứu tôi với, cứu tôi với. Hai, đồ khủng long đáng ghét. Dám bắt nạt Nick của mình. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của khủng long, Tani từ một cô bé yếu đuối đã biến thành một nữ hiệp sĩ mạnh mẽ. Iron Man Tani. Tani ngày đầu làm hiệp sĩ nên còn hơi bỡ ngỡ. Cô ấy bắn loạn xạ khiến cho khủng long muốn luôn Nick. Cũng may Tani nhanh nhẹn mới đỡ được Nick khỏi rơi từ trên cao xuống. Khủng long cũng không chịu kém cạnh. Nó há to miệng tấn công về phía Tani. Hả? Ôi trời ơi, cẩn thận đó Nick, mau tránh đi. Được đà, khủng long càng tấn công ác liệt hơn khiến cho Tani phải đổi phương án bay lên cao. À, cái con khủng long này, xem đây. Không để khủng long có cơ hội chèn ép Tani, Nick ngay lập tức triệu hồi sức mạnh nhện tinh và biến thành người nhện. Nick đu lên cột đèn nhưng chưa kịp làm gì đã bị khủng long đánh ngã sát mặt xuống đất. Ôi à, à. Tani mất cảnh giác nên cũng bị đánh trúng. Cả hai người ngã đè cá vào nhau. Ôi da, đau quá. Không, khủng long, dừng lại. Misty xuất hiện như một vị cứu tinh, cứu Nick và Tani một mạng. Wow, Misty. Có ta đây rồi, yên tâm, còn ta ở đây nữa nè. Hello, chào mấy bờ nhé. Hai tiếp, biệt đội bốn xuyên hùng đã có mặt. Ta, thò Neighbor. Ta, Tani Iron Man. Hai. Ta, Nick Spider-Man, hân hạnh tiếp ngươi. Ta, Captain Misty, đừng đùa với chiếc khiên của ta. Tuy lực lượng hùng hậu nhưng khủng long cũng không hề sợ hãi. Nó gầm thật lớn, cuộc chiến giữa người và thú bắt đầu. Biệt đội siêu hùng cùng nhau xông lên, vô cùng đoàn kết tạo nên sức mạnh áp đảo hẳn khủng long. Mọi người đang làm gì thế? Khó hiểu. Mọi người, chúng ta phải đoàn kết. Khủng long phủ đầu biệt đội bốn siêu anh hùng bằng một màn gầm lớn thẳng mặt, rồi lấy cái đuôi to nhẹ nhàng đánh bật cả bốn người ra thật xa, khiến họ ngất luôn. Ây à, đau quá. Ha. Hả? Mọi người làm sao vậy? Mami, mẹ bị làm sao vậy? Mẹ không sao. Ha, sao ngươi dám làm đau mẹ ta? Thật không thể chịu nổi. Đúng là con nhà nòi. Sau cú hét lớn, Tiết liền biến thành Tiết Hớp. Không còn là một cậu bé yếu đuối. Khủng long vẫn tưởng lần này ngon ăn, mạnh dạn đi lên trước. Tiết không hề sợ hãi, cậu bình tĩnh leo lên cưỡi trên người khủng long, đấm thật mạnh vào đầu con thú khiến cho nó choáng váng, rồi dùng một cú đấm đánh bay khủng long. Để hoàn toàn tiêu diệt con mảnh thú, Tiết xông lên túm lấy đuôi của nó, ném tiếp vào trong rừng sâu. Hả? Wow,
đó không phải là Tít sao? Ai, con trai ta. Wow, tuyệt vời. Ôi da, đúng là con trai mẹ rồi. Baby, thấy không, là con trai tôi đó. Con giỏi lắm. Chạy nhanh lên đấy, không là tôi đời đấy. Nhanh lên, chúng ta phải tìm chỗ trốn. Các người định chạy đi đâu? Không thoát nổi ta đâu. Oh my god, hắn đuổi đến nơi rồi. Cứu chúng tôi với, cứu với, có ai không? Cứu. Đừng đuổi theo nữa mà. Ôi không, đường cùng rồi, phải làm sao bây giờ? Đứng lại. Trèo lên đi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Chạy nhanh. Mấy đứa, mau trùm lên đâu. Ủa, mới đâu mà chúng đã chạy đâu rồi? Lạ quá. Chả nhẽ chúng biết tàng hình sao? Lạ thật đấy. Không nhìn thấy dấu vết của ai hết, Lưu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Hắn đi lại gần bức tường tìm kiếm xung quanh một cách kỹ lưỡng. Bức mình thật đấy, lại không bắt được chúng rồi. Chán quá. Hắn đi rồi. May quá, cũng may là tên này ngốc. Đi thôi mọi người. Lừa được Lưu, ba người rất vui vẻ cùng nhau đi dạo, cười nói thật lớn. Âm ý quá, là ai phá giấc ngủ của ta? Oh no, lại một tên quái vật nữa. Các người là ai? Hắn đáng sợ quá, chạy nhanh lên. Hai đứa đứng lại. Đừng phát ra tiếng động, hắn không nhìn thấy đâu. Là một con quái vật mù. Wow, hóa ra là vậy sao? Biết được sự thật, ba người im thiên thiết, không ai dám phát ra tiếng động, đứng nấp vào một góc. Green vì không nghe thấy gì nên không thể biết họ đang ở đâu. Hắn lần mò mãi mà không thấy ai nên vô cùng tức giận. Lúc này bỗng dưng bụng Misty kêu lên. Ôi, đau bụng quá. Kìa Misty. Misty, nói nhỏ thôi. Ta đau bụng quá, chịu hết nổi rồi. Thì ra các người ở đó. Tiêu rồi, bị hắn phát hiện rồi. Nhưng do không nhìn thấy đường, Green đã đụng phải bức tường rồi tự làm ngã mình. Misty, bà có sao không? Ta không sao cả, yên tâm đi. Nhìn hắn ngốc nghếch chưa kìa, đi thôi. Nhanh lên nào, đi theo ta. Nhanh lên mấy đứa ơi. Cái gì vậy? Là tên Blue, sao hắn ở đây? Bất ngờ lắm đúng không? Các người toi rồi. Ôi không, chạy đi. Bên này cũng có một tên. Bị hai con quái vật chặn ở hai đầu, ba người bắt đầu hoang mang. Chúng cùng lúc lao về tấn công họ. Đừng có đánh ta. Tani sợ hãi ngã xuống đất và mê sảng. Cô ấy nhớ đến cảnh mình bị một phụ nữ già bắt và ép uống một loại thuốc kỳ lạ, rồi tiêm cho Tani một liều thuốc mụ ta mới phát minh. Ngay sau đó, người Tani phát sáng, cô ấy liền biến thân thành Lon Lét. Lon Lét. Lon Lét giơ tay đấm mạnh một phát khiến cho tên Blue bay dính tường ngất xỉu tại trận. Tặng thêm cho Green Mù một cú xoay chong chóng rồi hất văng hắn đi. Cho người đi tàu lượn miễn phí đây. Hay da. Blue vừa đứng dậy, Lon Lét đã lao đến tiếp tục đánh cho hắn một trận rồi đá bay hắn ra tận ngoài vũ trụ. Đau đầu quá. Vì mặc cảm với hình dáng của mình, Tani đã định trốn đi. Tani, ở lại với tớ đi mà. Đừng đi. Tớ xin lỗi nhiều lắm. Nếu nhà, tạm biệt mọi người. Không, Tani, đừng mà. Quay lại đây đi mà, Tani. Đừng đi mà, Tani. Vào một ngày trời âm u, tên phù thủy xấu xa lại bắt đầu chuẩn bị giở trò điên khùng. Hắn vừa đi vừa cười một cách vô cùng gian trá. Ba con khủng long mà phù thủy nuôi gầm thật lớn. Sau đó là một hiện tượng vô cùng kỳ lạ xảy ra. Mây đen kéo đến, sấm sét đánh vào, khiến ba con khủng long tiến hóa thành biệt đội siêu khủng long. Cuối cùng ngày này cũng đến. Đến cuối tuần rồi. Sao tự nhiên trời lại tối đen như mực vậy? Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Biệt đội khủng long của ta. Đó là phù thủy. Xông lên, thống trị thế giới này. Mệnh lệnh của tên phù thủy vừa ngắt, tất cả ba con khủng long xông lên. Khủng long quá trên dùng khiên phá hỏng những chiếc xe,
Khủng long Iron phun laser đốt cháy những ngôi nhà. Khủng long nhện thì đuổi bắt những con minion để ăn thịt. Ôi, thật đáng sợ. Ôi, mình phải làm gì đó thôi. Mitch lấy điện thoại ra và cầu cứu sự giúp đỡ từ những người bạn của mình. Alo, Misty, Danny, tôi cần sự giúp đỡ. Nói rồi, Mitch liền đứng bật dậy, biến thân thành người nhện, quyết tâm ngăn cản ý đồ tàn ác của phù thủy. Vài phút sau, trực thăng chở theo Misty xuất hiện. Cô ấy như một vị thần, nhảy từ trên cao xuống. Misty, bà đến rồi. Ngay sau đó, Danny cũng đã có mặt. Danny, cậu cũng đến rồi. Chúng ta hãy ngăn đàn khủng long này lại. Sức mạnh chiến đấu của ba siêu anh hùng giải cứu thế giới đã sẵn sàng. Cũng chỉ là đám đe ve. Khủng long, xử chúng cho ta. Cuộc chiến giữa khủng long và biệt đội siêu anh hùng bắt đầu. Nick đu lên cao bay đến trước mặt khủng long nhện, định trói nó lại. Nhưng khủng long đều né được. Vậy là Nick bèn đu lên cao đánh thẳng mặt nó, khiến nó ngã lan quay dưới đất. Sau đó cậu ấy tiếp tục túm lấy khủng long ném thẳng vào tường. Phải thế chứ. Bên cạnh này, Captain Misty lao đến định dạy cho khủng long một trận, nhưng chưa kịp làm gì đã bị nó quật cho ngã lăn lồng lốc dưới đất, khiên cũng bay mất. Hả? Misty! Nick thấy vậy liền lao nhanh tay chớp lấy khiên của Misty quăng vào khủng long, nhưng nó kịp thời né, thế là cả cái khiên bay thẳng vào mặt Misty. Misty, cháu xin lỗi. Ôi mẹ ơi, sao trời sáng mà nhìn sao thế? Lần này ta phải quyết tâm hạ gục ngươi. Nick cầm theo khiên của Misty lao đến như vị thần, đập thẳng mặt khủng long khiến khủng long bay ra xa cả chục mét. Tỉnh lại đi Misty, phải dùng cách này thôi. Ôi thối quá. Ừ, thối quá đi Misty. Cuối cùng bà cũng tỉnh lại. Dưới đây này, bà Nhi và khủng long đang tạo ra một cơn dị chấn bằng tia laser. Mặc cho Tani có tấn công, khủng long vẫn không xi nhê gì cả. Nó còn tấn công ngược lại khiến Tani trọng thương. Hả? Ôi không! Hả? Có chuyện gì vậy? Misty! Tani, hành động đi! Nhanh lên! Nhanh lên! Đã sắp chịu hết nổi rồi! Đứng dậy nào Tani! Nick, được rồi! Hành động thôi! Ngay lúc này, ba người chia nhau làm hai hướng và bắt đầu phản công khủng long Iron. Nhưng con quái thú này cũng vô cùng ghê gớm, nó dùng sóng điện làm chói tai mọi người, vừa nhân cơ hội đánh lấy họ. Hả? Ôi không! Ba con khủng long lại tập hợp lại thành một đội. Biệt đội siêu anh hùng của chúng ta đều đã bị thương nghiêm trọng, nhưng họ vẫn quyết không bỏ cuộc. Tất cả gắng gượng đứng dậy, quyết tâm hạ gục đám khủng long này. Bọn ta sẽ không chịu thua đâu. Các người đừng hòng thực hiện ý đồ. Khi nào ta còn thở, các người sẽ không làm được gì đâu. Mọi người, chúng ta phải đồng lòng lại tiêu diệt chúng. Để xem gan các người đến đâu. Misty quyết định dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Bà ấy ném chim lên cao, chiếc chim liền biến thành khổng lồ chắn hạ đòn tấn công từ đám khủng long. Misty, thế này không được bỏ cuộc. Kiên cường dũng cảm của ba người, đám khủng long lớn hơn lần lượt từng con đã bị tiêu diệt một cách vô cùng dễ dàng. Vậy là trái đất đã được an toàn. Ôi da, mệt quá, mệt bở hơi tai. Tuyệt vời quá, vậy là trái đất lại yên bình rồi. Chính là cái tên phù thủy xấu xa đó. Các người đã phá hỏng kế hoạch của ta. Ta sẽ trở lại. Định đi đâu? Thả ta ra. Cứu tôi với. Ta định làm gì tôi vậy? Làm gì à? Cho ông một trận chứ sao? Cho đáng đời kẻ xấu. Ha ha ha, đáng đời lắm. Ha ha ha, thế là đã sắp Giáng sinh rồi đây. Đúng vậy. Wow, cây kem của ông ngon quá. Nước nhà Noel, nhìn bên kia kìa. Nhìn cái gì cơ? Ở đâu hả Misty? Cây kem của tôi. Misty thật quá đáng. Ngon thật đấy. Đau quá, chân của tôi. Đưa kem bà đây, tôi ăn hộ cho. Ôi, cây kem của tôi. Ông đền ông đấy. Sao bà ăn của tôi thì không sao, còn tôi ăn của bà thì bà lại tác động vật lý tôi vậy. Hả? Bên đó là ông đang định làm gì thế? Thì ra là một con khủng long đang nằm ngủ trưa. Ông già Noel và Misty đang định làm gì thế nhỉ? Wow, bà nhìn con khủng long bên kia đi. Ha ha ha, bà có đang nghĩ giống tôi không?
Sau khi hai người thống nhất với nhau, ông già Noel cầm lấy viên gạch đứng dậy, choáng thật mạnh về phía của khủng long đang ngủ trưa. Đừng có cười, cúi đầu xuống. Khủng long vô duyên vô cớ bị đánh thức thì vô cùng tức giận. Đã đưa ánh mắt đi tìm kiếm kẻ nào dám to gan chọc phá giấc ngủ của mình. Ha ha ha, nó lại ngủ rồi. Lần này đến lượt của tôi. Hòn đá này có vẻ được đấy. Ha ha ha, bà đúng là khỏe như trâu. Nhưng đúng lúc đó, Tani lại đi đến. Misty ném hòn đá về phía khủng long đang say giấc rồi trốn đi. Ha ha ha, khủng long bị chọc phá giấc ngủ lần hai thì càng nổi cáu hơn. Đúng lúc đấy Tani đi đến, nó liền nghĩ chính cô ấy là người đã phá đám mình. Cứ thế khủng long bạo chúa chạy về phía của Tani chặn đường cô ấy. Oh my god, khủng long bạo chúa. Hả? Ai? Không ổn rồi. Tani, ngươi định làm gì ta? Đừng lại gần ta. Trời đất ơi, không được đến gần ta. Tránh ra đi, cái đồ xấu xí. Tani móc trong túi của mình ra được món đồ nào là ném hết món đồ đó về phía khủng long. Đừng ăn thịt ta, ta có cái này cho ngươi nè. Thấy khủng long áp sát người Tani, Misty và ông già Noel cũng sợ đến thoát hết cả mồ hôi hột. Hả? Ta, đừng ăn thịt ta, cứu ta với. Khủng long bạo chúa càng tức giận hơn, nó điên cuồng đuổi theo Tani. Từng bước đi của khủng long cũng đủ khiến cho mặt đất rung chuyển. Tội nghiệp Tani không làm gì mà bị vả lây. Đừng đuổi theo ta nữa mà. Ôi không xong rồi. Đúng lúc con khủng long chuẩn bị bước đến cắn Tani, một viên gạch ném thẳng vào mặt nó. Dừng lại ngay, ta sẽ không để ngươi làm hại con bé đâu. Cho ta đi. Hả? Noel, Misty. Sự xuất hiện của Noel và Misty như một lời khiêu chiến với khủng long khiến nó vô cùng tức giận. Ha ha ha, lại đây. Ông già Noel mở túi đồ của mình ra, lấy những hộp quà và ném lên trời. Optimus, hãy giúp ta. Ngay khi ông già Noel vừa ngắt lời, một con robot khổng lồ xuất hiện. Cuộc chiến giữa khủng long và robot bắt đầu diễn ra. Khủng long lấy đuôi quần robot văng ra xa, nhưng vẫn bị robot ném bay. Hả? Ôi trời ơi! Cậu ấy thật là mạnh. Khủng long nhất định không chịu thua ở đó. Nó đứng dậy lao về phía robot, nhanh nhẹ né được tất cả những phát súng robot bắn tới. Ngay khi khủng long tiến lại gần, robot liền nhảy vọt về phía sau, túm lấy đuôi của khủng long quay một vòng rồi ném khủng long ra ngoài vũ trụ. Biến đi! Noel và Misty quyết định thú nhận hết câu chuyện với Tani từ đầu đến cuối và mong nhận được sự tha thứ của cô ấy. Lần sau đừng làm vậy là được ạ. Cảm ơn Optimus. Bye bye. Thank you.
Mitty, sorry. Where Paladin? Food for human. Sorry. It's okay. You 70 is the most important. Cứu tôi với. Mau đứng lại đó, không được chạy. Đứng lại. À, mình nghĩ ra cách này. Ta ném hai người nè. Ném nè. Hay. Hay. Ôi trời đất ơi, tiêu đời mình rồi. Cứu tôi với, có ai không? Ha ha, có mà chạy đằng trời bà già ạ. Ngoan ngoãn, mau đứng lại đấy. Mau dừng tay lại. Mau tránh ra chỗ khác đi, không bọn ta sẽ đấm cho hai người một trận đó. Ta không quan tâm, hai người không được động đến Misty. Hả, ánh sáng xanh. Tên này mạnh quá. Hả, không được rồi. Còn dám cản ta nữa không hả? Xem ta xử lý nhà ngươi sao đây. Không được, mau dừng lại ngay. Xem ta đây. Trong khi Neighbor và Moon đang chiến đấu, Jason nhân cơ hội đánh lén từ sau, khiến Neighbor ngã văng ra. Đúng là lũ ngốc không biết lượng sức mình mà. Ôi không, ta sẽ cho hai người một trận. Hai tên xấu xa này dám đánh bạn ta nè. Hả, nó không sao hết. Bực mình thật đấy, bà già này to gan thật mà. Này thì đá ta nè, này thì láo nè. Thật là buồn cười. Đánh cả hai tên kia một trận cho đỡ ngứa tay chân đi Moon. Ôi không, bạn người ơi. Đau quá, bọn chúng mạnh quá. Mau dừng lại đi. Này thì dừng này. Ôi không, đau đầu quá. Đau cái lưng quá. Chóng mặt quá. Một lũ ngu ngốc không biết lượng sức mình. Tôi biết sai rồi. Mau tha cho chúng tôi đi mà. Tha này. Sau đó, từ trên bầu trời bỗng xuất hiện một siêu anh hùng bay đến. Đó là Doctor. Ông ấy đến để giải cứu ba người Neighbor, Nick và Misty sao? Không được hãm hại đến họ. Mau dừng lại ngay, hoặc là ta sẽ cho các người biết thế nào là lễ hội. Hả? Tên khùng này ở đâu ra vậy? Có ngon thì đấu với bọn ta đây này, Doctor. Khoan hãy cười nhạo ta. Xem ta đây. Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Wow, Doctor thật là siêu. Chưa đáng đời hai người lắm. Các người dám cười nhạo ta hả? Thật là bực mình mà. Moon, mau vận nội công phá chiếc vòng này đi. Thành công rồi. Oh my god, bọn chúng đã phá được cái vòng tròn của ta. Ngọn lửa cuồng phong xuất chiêu. Xí hụt. Hả, chúng né được sao? Xem đây, phân thân chi thuật. Các anh em Doctor, mau triển khai đội hình tấn công Moon và Sen ngay. Hey yeah. Moon, mau hành động thôi. Hey yeah. Bọn chúng mạnh quá. Doctor, Doctor, Doctor à, mau đứng dậy đi. Bạn có làm sao không vậy? Tôi không sao đâu. Ngu ngốc thật đó. Hả? Chúng đang tiến về phía chúng ta kìa. Mau bay lên trên cao thôi nào người anh em. Ủa? Rồi còn tôi thì sao? Ây da, bay lên nào. Ây da, không bay được. Ui, xem ta ném hai người này. Cái quái gì vậy? Lêu lêu, hai người giỏi đến bắt ta đi. Lêu lêu, hai tên mặt xệ xấu xí. Bực mình quá, cẩn thận. Kẻo đó là bẫy của bọn chúng đó Sơn à. Bỏ ra, tao phải cho bà già đó biết tay. Ôi không, Doctor ơi, cứu bạn. Xem đây. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta không cử động được. Nói lời vĩnh biệt với bạn người đi. Hay. Mau thả ta ra, mau lên. Giỏi quá đi mất thôi. Bực mình quá đi thôi. Các người dám làm hại đến Sinh. Sao không đi được?
Ta sẽ không cho người qua đó làm hại đến Misty đâu. Đừng hòng chạy. Mau thả ra. Biến to lên nào. Ta sẽ giẫm nát các ngươi. Hai người có sao không? Hả? Doctor, mau giúp tôi. Ta sẽ biến cô thành người hồn. Doctor đã truyền vào người Misty một sức mạnh của người khổng lồ xanh hết. Misty biến đổi dần dần và trở nên to lên. Sau đó, bà lao vào đánh cho tên người xanh một trận, khiến hắn bay thẳng vào tường. Thấy sức mạnh của ta chưa? Mệt quá. Misty, Misty, cô thật là giỏi đó. Chuyện nhỏ.